Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh ít nha. Với cách làm đơn giản nè, bánh ít nhân dừa và đậu xanh. Với lớp bột ở ngoài thì nó có thêm cái phần nếp than. Thì phần bột nếp than này thì mình tự làm bằng cỏ sinh tố. Dễ làm lắm, mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon nha. Bột rất là dẻo thì mình ăn 2-3 ngày luôn á, bánh vẫn ngon. Đầu tiên hết á, thì mình dùng 100g nếp than ha. Nếp này thì mình ngâm qua đêm, dầu rửa cho sạch. Xong rồi mình để cho nó ráo nước nha, bắt đầu đi xay. Mình sẽ dùng cái cối sinh tố hoặc là cái cối nhỏ vậy nè. 100g nếp thì cho vào đây 200ml nước. Mình sẽ xay lần đầu với 200ml nước trước ha, rồi chút mình cho thêm. Các bạn xay sơ qua cho nó nhuyễn. Lần đầu thì mình sẽ gay lại nha. Mình lấy cái phần lợn cợn còn ở trên á. Đây nó còn nhiều lắm nè. Các bạn sẽ cho vô cối. Mình sẽ xay tiếp lần 2 với cái phần chưa có nhuyễn này. Rồi bây giờ mình cho vô và mình xay tiếp. Cũng cho vào thêm 200ml nước nữa. Rồi mình xay cho nó nhuyễn. Xay xong rồi thì cái phần này nó cũng còn hơi lợn cợn, mình sẽ cho vô trong chảo. Phần này thì mình cho vô phân nửa nha. Rồi bây giờ các bạn trộn sơ rồi mình bắt lên bếp. Mình sẽ khuấy với lửa nhỏ, khuấy cho cái phần bột lợn cợn này nó dẻo lại. Rồi bây giờ nó đặc nè, nó sôi và nó dẻo dẻo lại vậy nè. Vậy là được rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ đi lấy cái phần nước bột hồi nãy á, còn lại phân nửa á, mình cho vô luôn. Rồi mình tắt bếp nha. Mình cho vô sau vậy á, là để cho bột của mình nó nguội bớt á, nó không đừng có nóng quá. Tiếp theo nữa thì mình có dùng gói bột nếp Thái nè. Thì mình chỉ cho vào đây 400g bột thôi, tại vì mình đã dùng 100g nếp rồi. Là tổng cộng phần bột này là 500g. Trộn đều lên. Thì các bạn trộn lên trong khi mà nếp hồi nãy mình nấu nó còn ấm ấm á. Mình trộn xong rồi mình cho nó qua cái thao ha, để dễ nhồi. Trong lúc bột nó vẫn còn hơi ấm nóng nè, các bạn nhanh tay mình nhồi luôn để khối bột nó dẻo nhanh và nó dễ nữa. Nếu như có khô các bạn có thể cho thêm 100ml nước nữa. Nhồi đến khi nào mà cho nó dẻo mịn là được. Mình nhồi xong thì mình thấy nó quyện thành một khối mà nó dẻo vậy nè. Nó không có bị quá nhão. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Thì bột này các bạn sẽ thấy nó hơi dính dính tay á. Mình cho dầu vô để chống dính. Rồi bây giờ bột nó hơi mềm mềm vậy nè. Mình sẽ đậy lại và mình để đây cho bột nó nở ra. Tiếp theo thì mình dùng 100g đậu xanh do rửa cho sạch thì mình đã ngâm sẵn 1 tiếng đồng hồ cho nó mềm á. Bắt lên bếp mình sẽ nấu. Khi đậu sôi hết bọt rồi mình hạ lửa nhỏ lại, đậy nắp hở nha. Mình đậy khoảng chừng 10 đến 15 phút thì hạt đậu nó khô ráo vậy nè. Rồi mình tắt bếp. Trong khi đậu còn nóng thì mình khuấy đều cho nó mịn ra. Chuẩn bị 200g dừa nạo thì mình chọn dừa gám nha, ăn cho nó ngon, nó không có bị sảm, nạo cho nó dụng dụng. 200g đường, chút xíu muối và một ống vani cho nó thơm nhưng. Cho hết phần dừa đã chuẩn bị vô trong chảo. Mình sẽ bắt đầu đi xên nhân luôn. Các bạn sẽ cho hết 200g đường vô. Muối mình cũng cho vô luôn, còn vani thì chút cho vô sau. Và dằn vào đây chút xíu nước để cho đường nó nhanh tan. Nếu có thời gian các bạn cho dừa vô trong đường mình ướp nửa tiếng. Thì đường nó tan nước ra thì mình khỏi cho nước rồi mình bắt lên mình sên cũng được. Ở đây thì mình làm vậy cho nó nhanh. Rồi khi nó sôi lên nè, đường nó tan ra thì các bạn thấy nó hơi ướt ướt ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu xanh hồi nãy mình nấu vô. Nhân dừa và có đậu á, thì nhân nó dẻo và mình ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Nó dẻo, nó béo và nó có cái độ bùi bùi của đậu. Rồi mình cho vani vô. Xào đều lên ha, cho nhân nó khô lại.
Cho vani vô thì các bạn cho vô cuối cùng á, để cho vani nó thơm và mình cũng xào cho nó khô. Khi nhân nó quyện thành vậy nè, nó dẻo và nó hết nước á, thì mình tắt bếp. Chờ cho nhân nó hơi nguội bớt thì bây giờ mình đi vo nhân. Thì nhân này các bạn không có cần phải để cho nó khô quá, tại vì trong có đậu xanh á và dừa nữa, nó sẽ hơi ẩm ẩm vậy nè. Vo mỗi một viên nhân vậy là khoảng một muỗng canh nha. Và mình để qua một bên. Mình chuẩn bị lá chuối thì mình xé mỗi một miếng, ở trong là một gang tay nha. Lau chùi cho sạch hai mặt lá. Một miếng ở ngoài là bằng gấp đôi miếng ở trong. Rồi mình dở cái thau bột ra. Bột các bạn để càng lâu á thì nó càng dẻo ngon. Mình nhồi sơ lại một cái. Ở bên kia thì có chuẩn bị một cái dĩa dầu ăn. Các bạn lấy cái phần bột gấp đôi cái lượng nhân hoặc lớn hơn chút xíu. Rồi mình bọc kín phần nhân lại. Bột nếp á, mà các bạn làm nó sẽ hơi mềm mềm thì bánh nó mới mềm ngon, không có cần phải cho khoai lang. Rồi cho qua bên cái dĩa có dầu ăn. Và mình cũng làm tương tự nha. Đừng có làm cho bột nó khô quá, nếu nó khô quá thì cái bánh nó dễ bị cứng khi nguội lắm. À, mình cho qua dĩa. Làm 3 viên xong rồi mình đi gói bánh. Thì cái miếng lá trong nè, các bạn sẽ quấn cái nồng. Mình quấn cho nó kín, đừng có bị chảy dầu xuống. Giống như cái quặng vậy đó. Rồi mình sẽ múc cái viên bột mình cho vô. Nhớ phủ dầu ăn thì khi bánh nó chín á, mình tháo ra nó tróc lóc và nó không có bị dính lá. Túm 4 cái góc cho nó sát vô. Rồi bây giờ mình sẽ gói nó lại nè. Lá này á, thì các bạn nhớ phơi nắng hoặc là mình trụng với nước sôi cho nó dẻo lại để mình gói nó không có bị gắt. Túm cái đầu á cho nó nhọn. Thì mình làm cho nó sát một chút thì cái bánh của mình nó đẹp hơn. Xong rồi thì mình làm tương tự nha. Cái phần nếp than á, các bạn thấy nó có màu hơi tím tím, nhưng mà khi mà mình làm chín lên nó sẽ ra màu đen đen á. Và ăn bột nếp than nhìn nó thơm mà mình ăn nó cũng tốt nữa. Rồi các bạn gói tương tự cho đến hết phần bột. Thì mình gói xong hết trơn rồi nè. Tổng cộng được bao nhiêu bánh và chuẩn bị cho vào trong cái sửng hấp luôn. Thì các bạn bắt sẵn nước sôi nha, để mình hấp bánh cho nó nhanh chín. Thì tính từ lúc nước sôi thì mình hấp 20 phút là bánh nó chín à. Sau 20 phút thì bánh nó chín rồi đó. Thơm quá các bạn ơi, thơm cái mùi lá chuối á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra và chờ cho nó nguội. Bánh ít này thì các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì nó cũng ngon. Và đối với nhân dừa thì mình ăn nguội chút nó béo hơn là ăn nóng. Ngon quá nè, những cái bánh ít dừa dặn, không có quá lớn. Ăn nhỏ nhỏ vậy nhìn nó thèm hơn là các bạn ăn lớn quá, gói lớn quá nhìn thấy ngán lắm. Và wow, bên trong nó đen nè. Và nó tróc lóc và nó không có bị dính lá. Chỉ có 100 g nếp than thôi mà ra cái bánh đẹp quá nè. Cắt bánh ra ha, coi cái phần nhân bên trong sao. Bánh cực kỳ dẻo luôn. Nhưng dừa và đậu nó cũng dẻo. Nhìn cái màu nếp đẹp quá. Hấp dẫn quá ha các bạn. Bánh ít nếp than thì mình có tháo ra hai cái nè, ngon quá nè. Bánh mà các bạn mua ở chợ thì ít có nếp than lắm, thường thì người ta chỉ làm bằng khoai lang tím hoặc là cái nước lá cẩm thôi à. Bột rất là dẻo luôn, hòa quyện với nhân, dẻo và nó có cái độ mềm nha, chứ nó không có bị cứng. Thì mình ăn cái này rất là ngon luôn á. Nhưng thì nó béo nè, và nó có cái độ bùi của đậu xanh. Nếp á thì nó thơm thơm và nó dẻo dẻo, ăn rất là ngon. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh, like, chia sẻ các video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.